hello chào mừng quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh youtube của các việt kính thưa quý vị liên quan đến vụ việc của thiền am thì cái nhóm luật sư đang mà ký hợp đồng đó đang ký hợp đồng bảo vệ Tạ am thì họ quên hẳn luôn cái câu chuyện của Tạ am nhưng mà họ lại nhớ cái câu chuyện của diễm my với lại gia đình ông thắng và dường như là họ đang kêu gọi cả nhà đang kêu gọi tất cả những con gian đệ tử những ai mà đứng về phe của thiền am đó là hãy đẩy mạnh cái phong trào kêu gọi hay là chuyển hướng định hướng sang cái vụ việc của diễm my và trước đó thì chúng ta thấy họ nhắc rất là nhiều về cái vấn đề cái vụ việc 50 mươi người họ nói tới nói tới nói luôn cái vụ 50 người rất là nhiều rồi bây giờ thì họ lại chuyển hướng sẵn hẳn sang cái vấn đề của diễm my và họ đang truy lùng diễm my luôn đó à, bởi vì cái ông lân á ổng vừa khẳng định là bên phía gia đình à, đặc biệt là anh thắng chị mai đó đã cho cái cô diễm my này uống thuốc mà ổng nói là cho uống thuốc là theo kiểu thuốc mất trí nhớ đó à, cho nên nếu mà họ không có đẩy mạnh cái chuyện này không có làm gấp cái chuyện này đó thì nhiều khả năng một thời gian nữa diễm my sẽ mất hẳn trí nhớ à, ông này ông toàn lao không nha. trước đó là ông nói là diễm my mất tích hơn một năm mấy nay rồi à vậy thì nếu như mà như ổng nói đó là thuốc đó mà có cái tác dụng là mất trí nhớ vậy thì một năm mấy nay là người ta đã làm đã xong rồi đã mất trí nhớ rồi đâu cần thiết và bây giờ phải đẩy nhanh đẩy mạnh gì hay làm ồn ào gì đúng không đã, nếu mà thuốc có tác dụng thì chỉ vài tháng là tác dụng chứ đâu mà năm mấy rồi không có tác dụng sao mà bây giờ bày đặt kêu gọi là hãy làm nhanh lên làm mạnh lên à, chẳng qua là ông câu view thôi dẫn à, vẫn dắt định hướng dư luận sang cái câu chuyện của diễm my à, nhưng mà dường như là con gian đệ tử cũng hưởng ứng nhiệt liệt cái phong trào đó nha à, ai mình thấy trong tất cả các kênh youtube mà bên phía đó đó thì đều định hướng là mọi người hãy tập trung vào diễm my hãy truy tìm diễm my gì đó à, thật sự thì như mình nói lúc đầu đó bây giờ tìm diễm my thì chỉ có ông cố nội của nó là tìm dễ nhất thôi đúng không bởi vì rõ ràng diễm my xuất hiện lần cuối cùng tại hộ gia đình tam mình khẳng định một lần nữa là diễm my xuất hiện cuối cùng là tại hội gia đình tà am xuất hiện mà để chúng ta thấy đó à, bởi vì rõ ràng cô này đã đi đến hội gia đình tà am để mượn tiền nhưng mà cái ông ông luật sư này ông quên à, từ hồi đầu tới giờ cậu nhắc rất là nhiều về cái vấn đề của diễm my nhưng mà ông quên cái cái, cái, cái chi tiết đó à, quên cái chi tiết cơ bản đó bởi vì khi mà diễm my đến mượn tiền tà am thì tà am up clip up, 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 up lên với ai chứ đâu có ai mà đi lên đó quay lén hay là À, kiểu như là mấy chú mấy bác sẽ ôm gì báo đâu đúng không rõ ràng những người trong ta am đã tự up clip tự quay video clip rồi up lên là cắt ghép đó à, cho nên á, cái việc mà Diễm My xuất hiện cuối cùng là tại hộ gia đình Tà am à, có sự chứng nhận của mạng xã hội à, chúng ta thấy rất là rõ ha nhưng mà cái nhóm luật sư thì cố tình à, cố tình cho qua thì chúng ta cũng hiểu cái bản chất của họ là như thế nào rồi à, thế nếu mà thật sự một cái con người mà công bằng giống như họ nói đó thì họ phải xem xét từ đầu tới cuối cái vụ việc đó và cái lần cuối cùng Diễm My xuất hiện là ai? Ai là người đã uh, chạm mặt Diễm My, uh, thậm chí là đưa cho Diễm My 50 triệu. Đó, bởi vậy người ta nói trên đời này á, uh, thí dụ mình, mình mình mượn tiền người ta thì mình dễ quên lắm chứ mà uh, người ta mượn tiền mình mình nhớ dai lắm. À, vậy thì uh, thì ai mà cho Diễm My mượn 50 triệu sẽ quên tiêu ta. Cái này đi ngược lại với lại cái uh, cái cái um, kiểu như là cái đời sống xã hội rồi, đúng không? À. À, nhưng mà thôi thì à, cái vấn đề của Diễm My thì à, cái ông luật sư này ông cố tình ông quên rồi thôi à, chúng ta cũng không nhắc làm gì à, bởi vì cái có lẽ là cái phẩm chất của họ tới đó rồi cái nhân phẩm tới đó rồi chúng ta không nhắc làm gì cho mệt à, cái quan trọng hôm nay á là gần đây thì à, cái video clip mới nhất của nhóm luật sư Tạm, á họ đã khẳng định rằng Diễm My chỉ có ở trong ba cái nơi thôi và họ đã theo dõi à, họ cho người theo dõi tất cả những khu vực đó ghê chưa cả nhà nhưng mà cái khu vực đó là cái gì là cơ quan xí nghiệp là cái nhà riêng của người ta mà họ lại cho theo dõi trong khi hôm trước thì có anh nào đó đi đến cái văn phòng luật sư thôi thì họ nói là đã đe dọa tính mạng gì của người ta mà hôm nay là họ lên trên mạng họ công bố là họ đang theo dõi gia đình thắng luôn đang theo dõi nhà thắng nè rồi xí nghiệp nè rồi cửa hàng luôn à, là ba cái nơi của của gia đình thắng đang quản lý đó người ta đã kinh doanh mà người ta kinh doanh thì có cái cái nhà riêng có cơ sở sản xuất rồi có cái cái cửa hàng thì họ là nói là diễm my sẽ ở ba cái nơi đó à, ghê cho cả nhà họ khẳng định luôn à, mình nếu mà rất tiếc là mình công việc lu bu chứ thôi là mình cũng sẽ xâm nhập vào đó ha xâm nhập vào ba cái nơi đó để mình tìm kiếm diễm my cười có hay không à, thì uh, khi đó thì cái nhóm luật sư nó sẽ sáng mắt ra à, nói, là nói chứ nó làm kiểu như là định hướng để cho mọi người nghe mọi người là quan mang thôi chứ thật sự bây giờ thôi liên hệ với trực tiếp gia đình thắng ờ tôi nghi ngờ ông đang uh, giam giữ hay là cất giấu diễm my ở nơi đó đó ông uh, dẫn tôi vô để tôi uh, lục xét <laughs> để cho ông thắng ông dẫn vô Ê, cho coi thôi chứ gì đâu mà phải cái bằng núp lén rình mò tại, người ta chứ kỳ vậy luật sư biết luật mà đi, đi phạm luật à, trước đó thì người ta chỉ đi phớt ngang cái văn phòng đại văn phòng luật sư của ông thôi mà ông đã nói là người ta uh, đe dọa tính mạng người gì, uh, sang chấn tâm lý tùm lum la trên mà hôm nay là họ lại công bố trên mạng là họ đã À, theo dõi họ rình mò à, ba cái cơ sở của ông thắng là già nhà riêng nè rồi à, cái à, cơ sở sản xuất nè cũng như là cái cửa hàng luôn à, ghê chưa cả nhà họ công bố luôn cái địa chỉ à, gia đình của người ta lên luôn ủa chứ kỳ vậy người ta mất con đã nó khổ cực như thế nào rồi đã cái bằng vừa à, tốn hao sức khỏe tiền bạc rồi thời gian biết bao nhiêu rồi nó không giúp được gia đình người ta mà bây giờ còn lại đi quay ngược lại đi rình mò gia đình người ta trời ơi trên đời này chắc có lẽ là nhóm luật sư Đã đi ngược lại cái, với những cái, cái tiến bộ của văn minh nhân loại hay sao cả nha sao kỳ quá ha luật sư biết lực mà học lực mà lại đi đi rình mò gia đình người ta thì đánh giá là cái gì à, trên đời này chỉ có thằng ăn trộm là là một cái âm mưu đen tối nào mới, mới đi rình mò gia đình người ta vậy thôi à, đã đã vậy đó mà còn lên trên mạng khoe nữa à, tôi để cho người đi theo dõi đã đi rình mò à, những cái cơ sở những cái địa điểm đó ở ghê không đó là cái, ngu á không cũng thằng ăn cốp ăn trộm mà mà trước khi đi phải thông báo nó ừ coi chừng mai tôi ăn ăn cắp nhà đó đó, đúng không? <laughs> ngu cái sợ không cả nhà. vậy là cái 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 nhóm luật sư này là hình như là nó ngu như, <laughs> ngu nhất mà tưởng khôn nhì không á. À, thì à nói chung là cái vấn đề đó thì chắc có lẽ là mình cũng à, chia sẻ cái clip này để cho gia đình bên phía anh Thắng chị Mai à, cũng xem xét lại. À, nếu mà thấy có cái thành phần nào lạ lạ mặt đó mà tới lui gần hộ gia đình hay là gần cái chỗ cơ sở sản xuất đó thì cứ báo công an hay là cho người gì á bóp cổ nó cho rồi đi chứ giờ tụi nó chứ không ai đó cả nhà cứ nghĩ đi nó thông báo luôn mà bây giờ anh thắng mai sáng ra trước cửa ngồi uống phê nhìn thấy nào lạ lạ là nó đó cái nhóm này chứ không ai ra là cứ chụp hình gửi cho công an tóm cổ bên này tại vì lên trên mạng nó thông báo rõ ràng rồi à nếu mình mà có rảnh rảnh rồi cũng lên đó ngồi nghe ngóng rồi có thằng nào lạ lạ mặt mình chụp hình gửi công an hay gửi gia đình anh biết À, cho người à, để à, kêu bằng cảnh cáo nó chứ cho nhà người ta bị lợi rình mò là sao đúng không chơi kỳ vậy, à, ơi bây giờ bây giờ nó nó, nó bảo vệ ông ông cố nội nó riết rồi nó khùng rồi cả nhà chắc vậy đó à, hết chuyện rồi giờ công bố cái những cái địa điểm đó à, để à, truy tìm à, để rình mò cái gì lạ vậy trong khi con cái người ta nay đến nay là cũng mấy năm rồi à, chưa có đến về đến gia đình hầu như là cả gia đình bên nội bên ngoại gì ai cũng lo lắng hết trơn nếu mà cả nhà có cơ hội tiếp xúc đi bên phía yeah. chị mai bên phía mấy dì mấy cậu mấy chú rồi ông nội đồ này kia ai cũng cũng lo lắng hết trơn á mà cái cái những cái tay luật sư này không biết đâu mọc ra lại là là không có nếu mà mình nhìn cái sự việc đi bây giờ người ta đã khổ cực khó khăn như vậy người ta tìm con mà chưa gặp thì ví dụ như chúng ta không thông cảm thì thôi chúng ta quên đi đằng này cứ lôi ra cứ gán ghép cho cái người cha mà đi tìm con là một cái tội phạm gì rất là nghiêm trọng à, hình như là bây giờ công kích cho cơ quan chức năng công kích chính quyền chưa đã xong rồi lôi cái người ra rất là khó khăn ra rất là đau lòng vì mất con để công kích người ta à, chứ cái trò đó rất là bẩn đúng không cả nhà à, mình thấy hầu như là trên đời như thế chưa có ai như cái nhóm được sư tạ mày luôn á à, bảo vệ thân chủ mà đi bảo vệ bằng cái cách là đi tấn công những cái người mà người ta tố giác tội phạm à, đó là một cái sự rất là bẩn thỉu À, nhưng mà dường như á là những cái trò bẩn đó đó là của cái nhóm được sư của nhóm tà am đó, nó nó xì ra cho nên cái nhóm này buộc phải làm theo rồi sao đó làm theo theo cái ý đồ theo cái sự chỉ đạo của tà am thì được tiền ngoài là được tiền của tà am cung cấp thì còn được có những cái con nha đệ tử những cái người mà u mê đó à, họ rót tiền vô cho nên cả nhà vợ gần đây á mỗi cái livestream của cái nhóm được sư tà am là tiền mình nói nghe nó nó nhảy lên như là cái cái sóng âm nhảy từ, 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 từ kinh khủng lắm à, cho nên á họ cứ hết bịa chuyện này tới bịa chuyện kia à, công kích thầy nhật từ công kích bên phía gia đình anh thắng chị mai công kích chính quyền à, thì nói chung là réo tên những cái người đó và công kích những cái cơ sở tổ chức đó thì được cái thành phần bên ngoài đó à, những cái thế lực phản động rồi đó thì họ ủng hộ nhiệt tình đó cho nên á họ cứ cứ lấy bà cái cái tổ chức đó và cá nhân đó thì họ cứ tấn công liên tục để uh, vừa có tiền donate vừa được sự ủng hộ bên ngoài ủng ủng hộ của tà am đó cho nên họ cứ làm vậy hoài cả nhà à, dường như là họ lộng hành họ không chẳng sợ ai hết trơn á à, cho nên đến hôm nay thì đi rình mò nhà người ta luôn rồi hết nó hết hết cách rồi hết từ gì để mình diễn tả cái nhóm này luôn á à, trơ trẽn chân tráo mà ngang ngược nữa à thì uh, cứ nghe đồn hoài à nghe cái thông tin nói là cái nhóm luật sư này cũng vô trộm tầm ngắm rồi luật sư này sẽ bị bế thế này thế kia nhưng mà mình trông chờ thì sự là có một cái ngày đó để xem họ còn ngông cuồng được như thế nào đúng không chứ bây giờ hết định hướng cái này tới chỉ qua cái vụ kia rồi đến nay thì lại tổ chức đi rình mò gia đình ta luôn rồi còn cái gì để nói nữa nha đúng không đó thôi mình bó tay rồi để mình chia sẻ những thông tin này đến với gia đình của diễm my thử xem người ta có cái cái phương cách nào ha chứ để cái nhóm này nó lộng hành quá không được rồi rồi xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.